trước khi vô công viên xét vé. The Harbor Ferry National Historical Park. That is we visit about park, but we don't visit about Harbor Ferry. Harbor Ferry over there. Where is the Harper's Ferry? Is back that way? Yes. Okay, we go there. If you don't believe, you can ask about that. I'm not sure, you know. This is a park. Maybe we go here and turn around, go there. I don't know what we see. We turn around, that's for sure. It's okay. Trời tới lượt. Hello. And the town and the armory are... Oh, sure. Bắt phải đi bằng xe bus, đậu xe ở đây xong rồi đi xe xe buýt mới được. Cái này là nó bên đây chỉ thứ bảy có nhiều người đi, giờ đón xe buýt qua cái chỗ đó. Kia là Harbor Ferry, nó nằm ở khu vực West Virginia nha. Virginia là một cái tiểu bang, nó giáp Maryland, còn ở trên West Virginia nó là một cái tiểu bang nữa. Tại vì Virginia nó lớn. Đây. Để coi đón xe buýt đi nha. Mọi người đón xe buýt đi. Người này người ta tham quan xong ta về nè. Cái chỗ tham quan nó kêu là gì đây? Harbor Ferry National Park. Đó, cái chữ nè. Phải đậu xe lại xong rồi đi bằng xe buýt. Hôm nay quay cho coi cảnh đi xe buýt luôn nha. Yes. Đó, Harbor Ferry. Đây chờ ship hàng đang lên xe buýt. Ok. Quay cho coi xe buýt kiểu Mỹ luôn. Đó. Đó, xe buýt ở đây không? Mình là người lên trước. Nó lạnh quá. Thấy khách trơn vậy. Giờ xe buýt đi đang lên chờ xe buýt để nó chở qua cái chỗ đang đi chơi. Ngắm cảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn mấy người ta chơi thấy ham quá à. Chút qua bên đó coi sao ha. Giờ đang trên xe buýt trước nè. Đó. Cho biết cái thấy xe buýt của người Mỹ luôn. Đó. Bự sự ghê không? Con leo anh đọc gì nè. Đó, anh leo anh nãy giờ anh đọc này. This is a map. It's about a battle that was fought here too. Yes. Đã lên, you know. Xe trước, lên xe buýt trước, chờ lát có người khác lên tiếp. How are you? Mình lên trước rồi chút có người lên nữa thôi. Vô khu vực này nó bắt đầu đậu xe.
đậu xe xong rồi nó chở bằng xe buýt đi. Quay với người ta họ không biết người ta có nói gì không dù quay sợ quá. Đi chơi giờ này người ta đi về hết rồi, còn mình giờ mình mới đi vô nên cái xe buýt này có 4 người à. Nó nói về lịch sử của cái khu này là ở trong thời nội chiến của nước Mỹ. Cutting edge of innovation was sharpened here for many years. The fate of Harper's Ferry has been linked to the natural environment. For most of its history, the town prospered as the beneficiary of abundance. Xe buýt bự chở má luôn, chở bốn đứa. Rồi xe buýt bự chở má luôn, chở bốn đứa. These hillsides all around you drain into the Shenandoah River. The railroad tracks off to the right still carry freight south to the Shenandoah Valley and beyond. In the 19th century, it was known as the Winchester and Potomac Railroad and was used by both sides during the Civil War. Yeah. Yeah, the narrow marsh or wetland between the park road and the railroad provides refuge to a variety of pollutionized industrial processes around the world. Sẵn có dịp coi được cái cảnh xe buýt ở trong xe buýt của người Mỹ luôn. These structures once supported a water-powered mill, were huge turbines strapped long to the paper pulp in 1935. The next year, the highest flood in recorded history devastated the building. The 1936 flood destroyed any hope of renewing the industrial promise. Này giống như là một khu tham quan về lịch sử của nước Mỹ. Thời nội chiến của nước Mỹ, thời mà Nam và Bắc, miền Nam và miền Bắc của nước Mỹ đánh nhau giữa vụ nô lệ rồi đó. Downtown Harper's Ferry lies just ahead. Walk to Jefferson Rock, where Thomas Jefferson described the view as one of the most stupendous scenes in nature. Visit John Brown's Fort, the site of a desperate attack to end slavery in 1859. Don't hesitate to ask a ranger about the history of Storer College, and consider a side trip to Bolivar Heights. For orientation, exhibits, and trail maps to all of these areas and the surrounding hillsides, stop at the information center at the Master Arms. Ta đi xong rồi ta xếp hàng lại lên xe buýt đi về. Postcards, videos, books, and gifts, and most importantly, have a safe and pleasant visit. Đẹp quá. Rồi. Ồ, cái này là cái bản đồ nè, nhìn từ trên cao xuống nè. Trời, nãy đi qua khu vực mình lái xe chạy vòng vòng nhìn nó đẹp ghê luôn. Thấy không? Đây là khu vực trên bản đồ á. Bây giờ đi tiếp. Đi vô trong đây coi nó làm sao. Đi trong đây cảm giác giống như đi là đi trong một cái khu phố cổ của người Mỹ hồi xưa, thời chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam. Mà chế độ miền Nam thì nó đòi nô lệ và chế độ miền Bắc thì nó đòi giải phóng nô lệ. Nếu ai mà tìm về hiểu về lịch sử của nước Mỹ thì sẽ hiểu. Và cuối cùng là miền Bắc nó đã đánh thắng miền Nam. Mấy cái miền Nam của Mỹ là dạng như là cát xịt đồ hay là gì đó. Đây đây này nha. Đó, những cái khu phố, những cái khu nhà cổ mà nhìn nó cổ ghê á. Nhiều người ta lại người ta tham quan. Đẹp. Thôi là trời không có nắng nhìn nó mát mẻ. Quá trời người luôn.
có điểm tham quan. Thì đó, cái này để quay cảnh. Âm nhạc cũ, xe buồn. Cảnh sát, xe cảnh sát đi vòng vòng nữa. You know, we go there. Because we go here, walk in the hill. Okay. Darling, they yes. Put in the one of the mountain. Uh-huh. What is it? That's what Thomas Jefferson. No, can't see. Nè, đi lên đây khu vực này ha. Xong quanh là núi. Đừng bị gung nữa. Rồi quá giờ người luôn. Darling, did you xem the river, near the river, right? Yes, we looked at it. Yeah, that's nice, I like it. À, xung quanh là hai bên là núi nè. Đẹp quá. Gần núi xung quanh hai bên. Ở trên mình nhìn xuống. Cái khu này nó kể về ông lịch sử của ông Tom Thorn gì á. Ông muốn chống lại chế độ nô lệ. Đó, đẹp không? Người ta lên đó, người ta nhìn xuống. Wow. Can walk over there, huh? Yes. That's nice, I like it. Oh. Oh, đẹp không? Ôi ơi, cảm giác nó mát quá. Ở có những cái cầu này cho mình lại mình ngắm nữa ha. Đá nè, nó cầu bên đó nè. Ta đi nè, lát chút đi bộ bên đó rồi sao. À. Ở đây là những người đứng coi nè, nó mình cũng coi luôn. À. Thuông, take a picture. Quá trời người luôn nè, người ta đang bơi thường dòng dòng. Cái này là Potomac River giữa Maryland và Virginia. Giữa Maryland và Virginia, bên đây là West Virginia. Ôi cảm giác đứng đây nó mát quá. À, quá trời mát luôn. Và nó đẹp, cảnh nó đẹp quá. Nó nói là nó đẹp. Ok, you can there, I can take picture of you. No! That I take. Turn your face here. Does. That video. Yeah. And then you boost here for take the picture. Okay. You horn. Horn like this here. And you control. Ok, đi tới cái cầu nè. Đa phần ở đây nó có những cái biển để là Wetry Nation Trail Mix. Cái này là cái cầu hồi xưa mà cái tàu lửa nó đi qua nè. Đó. Nó có những cái cho mình đọc hết. Đẹp quá à. Darling, you can sit down. Yeah, because you're so tall.
Okay, that's nice. Hey, thank you. Thank you. And okay, weigh me. Ghê luôn á. À, đi qua cái cầu. Để cầu này cạch chứ xây cho đi bộ thôi. Cái hàng rào bên đây là hồi xưa cái tàu lửa trong thời chiến tranh đó. Đó. À. Còn bên đây là cái dòng sông. À. Ảnh cao hơn mình. Thấy ảnh thì không thấy mình. Ôi nó đẹp. Nhìn ha. In là núi. Quá trời người bơi luôn. Đó, bên đây là núi nè. Đó. Nãy mình quay bên đó, giờ mình quay bên đây. Cảm giác gió. Gió nó mát gì đâu. Luôn rồi nè, đó. Bỏ dép luôn. Bỏ anh leo trên đó luôn, xuống sông. Quay cảnh sông. Đó. Trời ơi nó mát. Đó. Rớt xuống là hư điện thoại nha. Trời ơi, thấy thích quá. Quay cảnh sông nè, nó. Đó, cảnh xuống tới dòng nước luôn rồi đó. Sông luôn nha, mình tự xuống sông luôn nha, coi nè. À, dưới nước nè, đứng dưới nước luôn á. Người ta dẫn chó xuống đây người ta tắm, mình xuống đây mình dọc nước. Trời ơi nó mát mà nó giống ở dưới quê quá, nhớ quê quá. Đó vòng vòng. Đó. Thấy đẹp không? Quay quay. Cảnh đẹp quá trời đẹp luôn. Anh ở trên kia anh chụp, ở dưới đây thì mình quay phim ha. Thì mình quay phim lại cho mấy bạn coi, cho cả nhà mình coi, thấy thích quá à. Đi ra đây mình cảm thấy yên bình hơn là lại những cái trung tâm thành phố bự, city bự. Đó, ngâm nước, người ta dẫn chó xuống tắm đồ, thấy thích quá. Chưa anh hái lá cây mình chùi chân mình đi lên. Coi anh hái lá cây mình chùi chân mình đi lên nè, chứ cái chân ướt thì men dơ dép sao. Rồi thấy dễ thương kìa. À. No. Put here. Yes. Hey, thank you. And that mean my fist not dirty on me. Yeah. That. À. Ok, lụm gác lên. Go. That's nice. Put it in the river. Put it in the river. Đẹp quá. What? Anh. Anh cười khi mình xuống sông mình lên xong mình lấy lá cây. Wait. Yes. Stand there. Nice. Mình lấy lá cây mình chùi cái chân mình. Ờ, đi đây cảnh nó đẹp quá ơi. Đảo quá. Ok, đi tiếp. Cảnh cặp bờ sông nè. Người ta đi nghỉ mệt nè, người ta ngồi người ta nghỉ nè. Đó. Cặp cái bờ sông đó. Giống quê quá. Keep going. Đó. Đi trang phút hồi nãy thôi. Đó. Đó, nhiều người ta xuống bờ sông nè. Đau mình. Dangerous. Đó. Gia đình ta đó. Đó, người ta xuống để chơi. Ở trên đổ xuống.
Còn nhiều người ta lên mấy cái phao người ta thả từ trên cao người ta thả xuống nó đã gì đâu á. Còn những người này người ta dắt chó đi bộ nè đó, đẹp quá. Giờ lên nhà thờ nữa đó, thấy tượng nhà thờ trên đó không đó. Leo anh đi cũng không được nhiều, mà mình đi mình cũng cảm thấy mệt, nó đi vừa thôi nghỉ nghỉ thôi chứ đi mà. Đó, đi vòng vòng lại lên đường lên nhà thờ mấy con phố này không. What? À giống như con phố cổ vậy. Đây đường lên. Trời ơi, darling, you can go. You sure you can? Why not? Đất sò. Cái bước cái bậc thềm lên này nha, lết cái dưới lên. Leo đi muốn hả họng luôn rồi đó. Xung quanh cái cảnh xung quanh ở trên nè. Rồi cái núi nãy mình thấy hình ở dưới rồi nè. Giờ mình lên xung quanh. Đó. Có cái nhà thờ. Hơi chắc hơi tối quá. Nhà thờ. Đi tham quan cho biết thôi. Em là người đạo Phật, em không phải là người đạo Chúa. Look at me. That's nice. Yeah. Đẹp quá. Ôi, nó mát mẻ. Công viên nhà thờ. Darling, how about this church? Any story about this church? Here's the story. Built in 1830. Wow. Năm 1830 là xây dựng. Đó. Oh yeah. Is John Brown? John Brown. He famous about yeah, that. Yeah, here's his raid. Đây nè, ông này nổi tiếng là John Brown nè. That his story about John Brown? Yes. Okay. Bà nói luôn nè, giờ ngồi nghỉ nè. Ở trên đó nè. Còn đi lên nè ha. Nhà thờ bự luôn nè. Còn đi lên trên phía trên kia nữa kìa. Đó, trên đó nữa kìa. Ở trên. Đẹp không? Nhìn thấy đẹp, thấy đã gì đâu. Anh mệt, đổ mồ hôi lắm, tội nghiệp, cũng khổ. Cũng khổ, không sung sướng gì nữa. Này có thời gian đi được. Nhà thờ này xây 1830 luôn, biết bao lâu luôn. Thời chiến tranh nội chiến của Mỹ giữa Bắc và Nam, quá trời người ta đi tham quan rồi phải không? Đó, ta loại bộ. Đó, người ta đi đó, thấy không? Đó, thấy người ta đi không? Đó. Đi nhiều sao mình đi nổi, mệt chết luôn. Leo bánh mệt rồi. Đó mồ hôi. That you know. Let's go down here. You tired? I know. Mới có một chút mà mệt chết cha luôn. Lội nhiều nữa sao lội nổi. Nó nói mấy cái chỗ này người ta đừng để ta làm food nè, government. Thức ăn gì đó không biết. Đi vui quá. Thấy thích quá. Ai mà mốt ai có dịp thì đi tham quan nha. Đó, trời ơi cảnh kìa. Thấy nó mát không? Thấy nó ghiền quá. Ghiền mà cố. Người ta có những cái Pots. What? For what? They sell. Say what? Pots. What for? What for? Put things in. I think you find something to eat. Oh, to drink. Anh mệt. Khu phố này nó đi vòng vòng giống như loại biển, giống như khu mà mình lên Đà Lạt ha. Leo lên những cái
đằng nhà cao á. Kiếm gì cho anh leo anh uống không để anh khát nước. Quá trời người luôn nè. Ồ, tôi đi hai bên đường dọc đường dọc dọc luôn. Giống như cái thị trấn nhỏ bán đồ. Thường thường là vậy, phố cổ người ta bán đồ cổ đồ này kia cho mình tham quan. Wondering something? These are just shops. Một cái store phố cổ của mấy người nè. Vui quá à, đừng đi chơi vui quá à. Đi có chút xíu mà đuối như trái chuối vậy đó. Mua nước uống rồi nè, mệt rồi đó nha. Đi hết nổi rồi. Á đơn xè vào YouTube bị. Đây giống như là một cái khu phố cổ đi bộ như Hội An hay là gì đó, lên đồi rồi. Người ta đi quá trời luôn. Đó. Vậy thôi ha. Bye clip này nha. Bye à, nếu mà ai có dịp thì đến đây. Here is Harbor Ferry. Harper's Ferry. Harbor Ferry from West Virginia State. Của West Virginia ha. Ai có dịp thì đến đây tham quan ha. Cho thấy cảnh nó đẹp. Ok. See ya. Bye bye. Bye bye.